Rồi xin chào anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ làm về con Negin và làm sao mà từ 0 đồng mà mình có thể kiếm được tiền trong con game Begin này. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Những anh em nào chưa biết thì anh em có thể xem video nhé. Và bạn nào có thắc mắc gì có thể để lại bên dưới phần bình luận nhé. Mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ trả lời cho anh em. Và anh em có thể áp dụng trong đúng con game Begin mà anh em đang chơi. Rồi, nếu mà bạn nào mà chưa biết game Begin là gì thì bên dưới có link tải game nhé. Và bây giờ với vốn 0 đồng này thì làm sao mình có tiền được? Cái thứ nhất là anh em phải hiểu là anh em hãy bấm một sự kiện cho mình này. Báo danh hàng ngày đi. Đó, nhận thêm 3k Facebook đi. Và đây cái mục điền gift code cho anh em. Ba cái mục này thì mình làm hết rồi. Đó, và số tiền mình vẫn là 0 đồng. Thì việc thứ hai anh em mà cầm cái tiền này. Đó, hiện hiện tại bây giờ là mình có hiện tại không đủ đúng không? Thì chắc là mình sẽ vào đồng đi. Rồi. Chưa đủ này, tiếp tục một lần nữa này. Không được anh em ạ, khá là xui, khá là xui. Thì mình sẽ vào vòng quay đây anh em ạ. Mình sẽ vào vòng quay đi. Mình sẽ quay bao nhiêu anh em ơi? Ok. 14.000 rồi, ngon lành cành đào. Thì chắc là mình sẽ vào tầm là quay thêm một vài lần nữa xem như nào anh em ạ. Ôi dồi ôi, tí nữa thì được ngon lành cành đào rồi, lên được bao nhiêu rồi anh em ơi? Cố gắng kiếm một chút nào. Ok, rồi 14 rồi thì mình được bao nhiêu rồi anh em ạ? Xem để coi nào, 20k rồi nhá anh em nhá. Thì bây giờ là với số tiền 20k này thì mình sẽ chơi mini game lật bài. Rồi ok, để coi xem hôm nay là sẽ như nào anh em nhé. Bắt đầu nào. Thì mình sẽ chơi bằng tầm là với 20.000 thì chắc là mình sẽ chơi với 20.000 luôn. Gì này. 10 này. Ok. Quá đẹp luôn anh em ạ. Rất chi là ngon lành cành đào với 56.069, quá là thơm anh em nhé. Thì vẫn cứ mạnh mẽ đi, làm bảy này rồi, khá là xui. Ok rồi thì chắc là mình lần này mình sẽ chơi với 50k luôn đi, cố gắng kéo lên khoảng tầm là 100k rồi anh em ạ. Kéo lên 100k rồi anh em nhé. 100k thì bây giờ thì chắc là mình sẽ vào tài xỉu anh em ạ. Mình tài xỉu để xem như nào anh em ơi. Rồi, tiếp tục nào. Cái này thì mình bỏ đi, thì chắc là có khả năng thì vẫn về xỉu, thì chắc là mình sẽ vào. Mình tin là về về xỉu nên là mình sẽ vào mạnh mẽ lên anh em ạ. Rồi ok. Nói chung là nó cũng không không khó đâu nếu mà anh em hiểu biết một chút về các cái cầu kèo trong tài xỉu. Đó, lên 225 rồi anh em nhé. Nhẹ nhàng tình cảm thôi. Rồi thì chắc lần này thì ra tài rồi thì không lệch được đâu tình lần tài này nữa, thì chắc là mình sẽ vào luôn, mạnh tay luôn. Anh em nào chơi thấy cách chơi của mình hay thì anh em có thể áp dụng vào nhé. Ok. Zin cho anh em ơi. Zin chưa? Lên 400 rồi. 400 thì lần này thì mình sẽ vào tầm 200k thôi. Nhẹ nhàng 200k thôi. Ok. Tránh trường hợp mà bị AD soi thì chắc là mình sẽ chơi khoảng tầm 3 lần thôi. Không không nhiều cả. Xong lại ra cái game khác. Rồi. Lên được 228 vậy, bán 851 rồi thì mình chắc là mình lại là ra lật poker tiếp. Ok anh em. Rồi ok anh em, bây giờ thì sẽ vào mini poker tiếp, lại tiếp tục đi. Cứ ở tầm 3 lần thì mình vô thôi. Rồi. Đấy, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi, ngon lành cành đào. Lên 1M đúng không? Tiếp tục đi. 3 lần thôi anh em ạ. Không 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 nhiều đâu. Rồi ok. 2 lần rồi này.
gì à, gì, ôi 3 lần à, 3 lần có lên tiếp không, 3 lần thì thôi nha anh em nhé, thôi lên lên phát nữa đi. Rồi tôi bảo thôi mà bây giờ thì lên khoảng tầm là 935k đúng không, thì chắc là mình sẽ vào mình chơi siêu xe đi anh em ạ. Ok anh em nhé, rồi thì chắc là mình sẽ vào bên Vin đi, khả năng cầu này Vin khá cao anh em ạ, 2 lần nó ra bim rồi. Rồi quá đẹp luôn anh em ơi, mình bảo rồi mà, quá thơm rồi anh em nhá. Bây giờ là hai bên cái này là lâu lắm không về mẹt rồi, chắc là mình sẽ vào tầm 500k bên mẹt, còn đâu là những bên này thì 500k. Ok như này đi anh em ơi, thiệt tình ấy, thêm cầu này đi, kết cái cầu 20 này quá. Rồi ok, nhẹ nhàng tình cảm thơm. Rồi thì chắc là mình sẽ vào 500k ở bên này đó, với 500k đó mẹt đi anh em, mẹt thì chưa vào. Ok thế này đi, mẹt với cả bên kia nữa là ngon lành cành đào, xem nào xem nào. Rồi ok, đẹp luôn đẹp luôn, perfect luôn anh em ạ. Rồi quá là bánh cuốn luôn anh em ạ. Rồi thì chắc là sau 3 lần thì thôi thì mình lại té anh em ơi, tránh bị ai để soi. Rồi bây giờ rất đơn giản thôi, việc còn lại của chúng ta là vào tài xỉu anh em ạ, cuốn tài xỉu đi. 13, ôi một cái cầu bịp này, cầu bịp này thôi anh em ơi, cầu bịp này thì thôi té anh em ạ, té té té, những cái tôi khuyên anh em những cầu bịp này lên té nhá. Rồi rồi bây giờ thì 5M6 này thì chắc là mình sẽ vào mini poker đây anh em ơi. Rồi cuốn đi, thì chắc là mình sẽ chơi to lên khoảng tầm 2M đi. Ok anh em, 4 này trên này, thôi nhận đã. Rồi tiếp tục đi, 3 này, 10 này, dưới này, đẹp luôn, quá thơm, phát nữa nào. Di này, dưới này, đẹp, quá ngon anh em ơi, quá thơm luôn. Rồi ok 10M này, rồi thì bây giờ đã lên được 10M rồi anh em ạ, hôm nay thực sự là bánh cuốn anh em ơi, thì chắc là mình sẽ ra rút tiền luôn đây, quá ngon nhá. Và từ 0 đồng mà mình đã kéo lên từng này, chắc là mình sẽ rút ra tầm là một ít đây anh em ơi, mình rút ra tầm 3M đó. Ok ngon lành cánh đào nhá anh em nhá, còn để lại 7M để bắt đầu mình quấn tiếp. Rồi video đến đây của mình là kết thúc, và thực sự là hôm nay là quá là gay cấn, quá là hay đó, thực sự là quá là đỏ lửa. Rồi chúc anh em kiếm thật nhiều tiền con game Bwin này nhá, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video